Chương một: Viết viết chữ, dưỡng dưỡng cá Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nho nhỏ trong đình viện, bích thảo tỏa ra bậc thang đá xanh, hiển lộ ra một lùm cảnh xuân. Bên cạnh có một cây nhỏ, ước chừng chỉ có cao 2, 3 mét, một cái mọc ra màu sắc rực rỡ lông vũ chim chóc, tại đầu cành phía trên liếu ríu gọi. Dưới cây có một miệng chung đựng nước, trong vạt tràn đầy nước trong, một đầu đỏ thẫm cá chép ở bên trong nhàn nhã bãi động vây đuôi. Hoa, wow, hoa. Wow. Đột nhiên một con cóc theo trong bụi cỏ chui ra, trên đồng cỏ nhảy nhót, hai ba lần tiến vào bụi cỏ. Cóc ghẻ toàn thân vàng rực, căn phòng dưới bụng mặt, mọc ra ba cái chân. Nơi này quả nhiên là tu tiên giả thế giới A, chẳng những con cóc lớn ba cái chân, thì liền trên cây thất thải vũ mau chim chóc, trên địa cầu cũng không tìm tới một thanh niên chầm chầm trên mặt đất kỳ lạ con cốc, lẩm bẩm nói. Hắn gọi tần giật phàm, theo địa cầu vượt qua đến cái thế giới này đã 20 năm. Với cái thế giới này sớm đã quen thuộc, chỉ bất quá nhìn thấy tướng mạo kỳ lạ sinh mệnh, vẫn là không nhìn được cảm thán hai câu. ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa là một tòa núi lớn. Phương viên mấy trăm trượng, thẳng ngút trời. Từng sợi mây trắng phiêu đảng trong núi, phản phất là đại sơn một đầu trắng noãn đai lưng dưới ánh mặt trời cao nhất này tòa đỉnh núi bị một tầng thất thải hào quang bao phủ làm làm tiếng chuông du dương theo trong núi truyền đến thanh âm thẳng tới chân núi tiểu trấn linh nguyệt kiếm tông lại tại triệu tập tông môn đệ tử tập hợp không biết là tông môn thi đấu vẫn là trưởng lão cho đệ tử phân công xuống núi hàng yêu trừ ma nhiệm vụ chỉ tiếc nghĩ tới đây tầng giật phàm nhìn không được lắc đầu trước kia hắn đã từng mộng tưởng qua muốn gia nhập linh nguyệt kiếm tông trở thành một tên tông môn đệ tử sau đó tu tập tiên thuật cùng người khác một dạng ngự kiếm phi hành cầm kiếm trừ ma trảm yêu làm vì một người địa cầu vượt qua đến tu tiên thế giới người nào lại không muốn kinh lịch một trận cùng kiếp trước hoàn toàn không giống tu tiên giả kỳ diệu nhân sinh nói không muốn tu tiên tuyệt đối là nói dối chỉ tiếc đi qua kiếm tông trưởng lão kiểm trắc hắn thể nội không có bất kỳ cái gì linh căn, căn bản không thích hợp tu luyện. Cái thế giới này tư chất tốt hài tử, thể nội đều có một hai loại tu tiên linh căn, có càng là nhiều đến năm sáu loại. Coi như tư chất kém nhất, đều có tàn khuyết linh căn hộ thể. Mà hắn, thì liền tàn khuyết linh căn đều không có. Mà lần này kiểm trắc, cũng quyết định hắn tương lai vận mệnh. Hắn chỉ có thể làm một người bình thường, tu luyện cái gì, triệt để cùng hắn vô duyên ngay từ đầu hắn còn rất khó tiếp nhận, oán trách thượng thiên bất công. Bất quá về sau tần giật phàm cũng dần dần nghĩ thông suốt, hắn là theo trên địa cầu xuyên qua tới, vốn là cùng thế giới này người hoàn toàn không giống. Linh căng trống rỗng, hoàn toàn phù hợp lo di. Đã hiện thực không phản kháng được, cái kia cũng chỉ phải đi hưởng thụ lấy. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra nhét đầy cái bao tử bên ngoài, cũng là dưỡng dưỡng cá, làm vẽ tranh, viết viết chữ, làm một chút thủ công ở cái này tu tiên thế giới, không có máy tính, không có điện thoại di động, hắn cũng chỉ có thể làm những thứ này để giết thời gian. Sinh hoạt cũng là qua thông dong tự tại, đồng thời cũng dần dần lãnh hội đến viết chữ, vẽ vời, nuôi cá chỗ tốt. Chẳng những có thể bồi dưỡng tình cảm, còn có trong đó niềm vui thú. Cho chung đựng nước đổi nước, cho ăn xong cá chép lớn về sau, tần giật phàm rời đi chính mình hậu viện. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nuôi dưỡng cá chép nhiệm vụ sau cùng một hàng sinh hoạt kỹ năng, nuôi dưỡng kỹ năng tăng lên tới đỉnh cấp, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mấy năm trước, ngay tại hắn viết chữ vẽ về kỹ nghệ, vừa mới đi vào ngưỡng cửa thời điểm, đột nhiên thu được một cái hệ thống, tu tiên giới sinh hoạt kỹ năng hệ thống. Thu hoạch được hệ thống về sau, hắn viết chữ vẽ tranh mức độ, càng là đột nhiên tăng mạnh. Hệ thống đem các loại sinh hoạt kỹ năng, chia làm 6 cái cảnh giới thủ chuyết, nhược ngu, đấu lực, tiểu xảo, thông u, thiên nhân hợp nhất. Rất nhanh, hắn liền đem viết chữ vẽ vời cái này hai hạng kỹ năng, luyện đến thiên nhân hợp nhất. Nhằm chán sau khi, lại bắt đầu luyện còn lại sinh hoạt kỹ năng, sau cùng cũng đều toàn bộ luyện đầy, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tần giật phàm hững hờ nhìn thoáng qua hệ thống trang bìa. Ký chủ Tần giật phàm Tu vi Không sinh hoạt kỹ năng trầm nghệ thiên nhân hợp nhất tại đánh cờ thiên nhân hợp nhất thư pháp thiên nhân hợp nhất họa nghệ thiên nhân hợp nhất thợ mộc thiên nhân hợp nhất trà nghệ thiên nhân hợp nhất nuôi dưỡng thiên nhân hợp nhất trù nghệ thiên nhân hợp nhất tử nghệ thiên nhân hợp nhất đóng lại hệ thống giao diện vô tình đi đến phòng trước đại sảnh cái này căn phòng này phòng là hắn tạ thế phụ mẫu lưu cho hắn duy nhất di sản tọa lạc tại đại hạ quốc phong diệp trấn phía tây trên đường phố một gian rất nhỏ đại diện. Hắn sử dụng cái cửa này mặc, mở một nhà cửa hàng nhỏ, để mà duy trì thường ngày sinh kế. Cửa hàng nhỏ tên là Giật phàm Tịnh Trai, rất hiển nhiên, hắn trong cửa hàng hàng hóa đều cùng cầm kỳ thư họa tương quan, cùng một số một điêu đồ chơi nhỏ. Cửa hàng cửa lớn chính đối diện vách tường treo một bộ chữ, cái kia là một bộ trương hút cuồng thảo, bùi tướng quân thơ, hắn chữ rồng bay phượng múa, móc sắc bạc họa bên trái trên tường thì là một bộ quan trung kim thạch văn khảo kiểu chữ dùng chính là sáu kim thể bút lực gầy kình bút họa như lưỡi đao kiếm mang bên trái vách tường treo vương hy chi lang đình tự cùng khoái tuyết thời tình thiếp trầm ổn phong cách nhang chân khanh đa bảo tháp bia vệ phu nhân trăm hoa chữ nhỏ bên phải vách tường cũng là các loại danh họa cố khải chi lạc thần phú đồ vương duy thu lâm vãng tụ đồ trương trạch đoan thanh minh thượng hà đồ họa tác phía dưới có một cái giá gỗ phía trên trưng bày lấy các loại mộc điêu, hình người con rối, lỗ ban băng ghế, cơ quan điểu. Cả đám đều làm chính là giống như đúc, khéo léo tuyệt vời. ngẩng đầu nhìn trên tường những cái kia hắn mười mấy năm qua, dốc hết tâm huyết sở tác tác phẩm, thầm nghĩ trong lòng. Ta những sách này hòa tác phẩm thể hiện ra các loại khí khái, khí độ, bụng dạ, thần vận, không không rung động lòng người. Thậm chí đã có thể, cùng tự nhiên hòa làm một thể làm như vậy phẩm ở cái thế giới này tuyệt đối tốt độc nhất vô nhị chỉ tiếc tốt như vậy thư họa tác phẩm hết lần này tới lần khác không ai hiểu được thưởng thức nghĩ tới đây lại lắc đầu cười khổ thư họa của ta cho dù tốt thì phải làm thế nào đây một cái nho nhỏ nhất cấp yêu vật chỉ sợ đều có thể muốn cái mạng già của ta sinh hoạt kỹ năng không có chiến đấu lực nha ngay tại hắn ngay người thời điểm hai tên khí chất xuất trận thoát tục thiếu nữ đi đến. Một cái áo trắng như tuyết, một thân xuyên vàng nhạt quần áo. Đều người đeo bảo kiếm, xem xét cũng là tu tiên giả. Hai người đều dáng dấp dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cũng tốt khiến người ta kinh tâm động phách. Tu tiên thế giới nữ tử, tướng mạo đều đẹp như vậy dáng người đều tốt như vậy sao? Tần giật phàm trong lòng âm thầm kinh tháng. Xin hỏi chủ cửa hàng có ở đây không? trong đó vị kia nữ tử áo vàng hỏi ta chính là giật phàm tịnh trai chủ nhân hai vị tiên tử cần gì không tần giật phàm xoay người lại hỏi nguyên lai ngươi chính là chủ cửa hàng a bạch y nữ tử nói ra chúng ta hai cái trước bốn phía nhìn xem nếu là nhìn đến vừa ý đồ vật sẽ nói cho ngươi biết hai vị tiên tử xin cứ tự nhiên tần giật phàm nói ra nghe trọn bộ tại mê truyện audio com linh trực tiếp ở phần mô tả